Chỉ hơi bất khả năng. Căng cơ lên sườn phải.
hít trở về luôn cảnh luôn cuộc sống này, thở nghiêng lưng sang phải, hít về chính diện, thở nghiêng lưng sang trái, hít về trung tâm, thở nghiêng lưng sang phải. Cảm ơn sức khỏe này, chỉ mông trái xuống thôi em, lôi cách trái của mình dưới ngực, mắt nhìn góc chân trái, tập trung ý thức vào cơ lên xương bên trái nào. 6 5 mỗi lần thở ra chúng ta hãy nhìn về một chút nước. 4 chi mông trái nào. 3 2 1 hết năm người trở về, hai tay đưa lên cao, thở ra nghiêng lưng sang bên trái của mình, chi mông phải dưới ngực luôn cách phải lên, cảm nhận cơ đi sự phải đang kéo sắc. 6 5 4 3 2 1 hết năm người trở về trực diện, hai tay đưa lên cao, luôn cuộc sống của mình hướng lên, thở luôn dài gặp người về phía trước, gặp từ khớp hông tim vào của mình, chìm mông xuống này. Sau đó hai tay chìm mông và đi bộ hai tay về phía trước, hết năm người hai tay về, thở ra thả hai tay về phía sau mông, mũi tay hướng về phía mông, cách mông một hàng này, mở rộng mặt bàn, hết vào khí bối đầy thao lên, giúp bụng dưới ngực xốc qua lên, gáy thẳng thêm nồng, không thả lỏng cổ nha, từ từ hạ ngồi xuống, hít vào hai tay mình lên, vươn cổ xuống, thở vươn dài gần hạ tay, chỉ mông, đi bộ tay về trước, hít năm người trở về chính diện, thở hạ tay lên thì sau mông, hít vào khí vối đầy thở này, giúp bộ dưới ngực, thở hạ, hít vào hai tay vào lên cao, thở vươn dài gập người phía trước, cảm ơn sức khỏe, chi mông xuống, đi bộ hai tay, hai tốt và hai chân chẳng đặt, vươn dài cuộc sống của mình, 6 5 4 3 2 1 hết nâng người hai tay vào lên, thở hạ tay lên phía sau mông, hết vào khí bụng đợi thở mình, giúp bụng dưới ngực xốc lại, ngày thăm 6 5 4 3 2 1 từ từ hạ mông xuống, hít vào hai tay vừa lên, chỉ được ngồi xoay thẳng nữa, thở chúng ta vẫn xoắn người sang phải, tay phải kết thẳng trái, tay trái kết thẳng phải, trùng chọn vẫn xoắn, mũi tay hướng về phía đầu đạp, trùng chọn tay phải, đi bộ tay trái lên cao bằng tay phải, chi mông dưới ngực hướng chạm xuống cao, hết nâng ngực trở về, hai tay đưa lên cao, thở ra bắt sóng người sang bên trái, tay trái kết thẳng phải, tay phải kết thẳng trái, trùng chọn tay trái này, hướng trùng chọn tay trái, đi bộ tay phải lên cao bằng tay trái đi, chi mông dưới ngực hướng chạm xuống thẳng, hướng hướng cái chọn tay sang ngang được, chọn tay trái đúng không? Nước đẩy đúng không? Hít nâng người trở về, hai tay đưa lên, đốt cột sống, thở bằng xoắn người sang bên phải, hít vào trở về chính diện, thở ra bằng xoắn sang trái. Tay đâu đấy, hết trở về, hai tay đưa lên,
thở ra tận dần thân phải, tay phải biết nặng trái, tay trái biết nặng phải, trùng trọn tay phải, chỉ mong trái đi bộ tay trái lên cao hơn tay phải, giữ vững đường chạm xuống cằm. Chúng ta trùng trọn tay sâu thì mình hát chạm xuống sâu. Đứng ở đây ạ, nó căng căng vai phải ạ, sáu bắt nhìn giữa hai tay, năm bốn ba hai một, hết nâng người trở về, hai tay nâng lên cao, thở ra tập xoắn đưa sang bên trái, trùng trọn tay trái đi bộ tay phải lên, giữ ở đây, chỉ mong phải trên sáu buông chạy xuống thẳng, năm bốn, cái trọng tay mở ngược trùng với trọng tay trái ạ, trùng sang ngang ấy. 3, 2, 1, hít nâng người trở về, hai tay nâng lên cao, thở vào cái lớp hàm này, ôm hai lòng bàn chân vào nhau, chúng ta đi ngồi sang hai bên, giữ vững thẳng thân giúp em. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hai một, cả lớp duỗi hai chân về phía trước, duỗi mạnh hai chân, xoay tròn cổ chân, một hai ba, một năm sáu, xoay ngược lại, sáu năm một ba hai một, duỗi cằm mũi chân về phía trước, để lòng bàn chân về phía người, duỗi cằm bẻ ngực, duỗi cằm bẻ ngực, duỗi cằm, cả lớp giữ ở đây, sáu năm bốn ba hai một, bẻ ngực hai chân lại, đặt cân gót chân, sáu năm bốn ba hai một, thả lỏng hai chân, cả lớp tách hai chân sang hàng, tách lỏng như mức có thể, sọc sọc nặng, bẻ gập mũi chân về phía người, đưa mũi chân lên trần nhà, bẻ cơ mông sang hai bên, ngồi cân đối trên hai xương hông, chỉ việc mình có thể cho vừa phải để mình có thể thẳng lưng, hết vào hai tay vừa lên cao, ôm cổ xuống bên, thở xoay người sang bên phải, vươn dài gập người xuống chân phải, hai cằm bỏ trên người co rúm phải, hít nâng người trở về, hai tay vươn lên, thở xoay người sang bên trái, vươn dài gập, tay đặt chân của bạn xuống nào, hít trở về, hai tay vươn lên, để gập mũi chân nữa, thở xoay sang phải, vươn dài gập xuống, hết về chính diện, thở xoay sang bên trái, vươn dài gập, hết nâng người lên, thở xoay sang phải, vươn dài gập, hạ tay thăng chân trùng nhau gối bụng áp ngực, giữ ngực về phía đầu gối, thả lỏng tay vai, cả lớp giữ ở đây, thu nhẹ cằm ngày thẳng, sáu năm bốn ba hai một, hít nâng người trở về, hai tay lên cao, thở xoay sang bên trái, vươn dài gập xuống, căng chân trùng nhau gối, bụng áp đùi giữ ngực như thế nào, tức là đây, sáu năm bốn ba hai một, hết nâng người trở về, hai thân lưng thẳng, thở cả lớp vươn dài một tí giữa, chỉ những vươn người đắp nâng cơ động cổ như trái bên phải, bắt sóng trái phải, hạ tay xuống đây này, trùng trọn tay giữ ngược thẳng lưng, ý thức nghiệp ngập của mình dưới lòng bàn chân, giữ ngược lên hướng cái bụng và hướng cái xương khung của mình xuống thẳng lên, tôi hạ dần trọng tay
Mỗi lần thở ra, chúng ta lại vươn dài cuộc sống của mình hướng sâu vào một số cái thứ đó. 5 4 3 2 1 Thở từ từ vào đốt trống tay ra thế. Hít vào hai tay vươn lên cao. Thở hạ tay ra phía sau mông. Mỗi tay hết mông một ngang tay. Hướng mũi tay về phía mông của mình. Hít vào ẩn tốt chân này vào này. Chỉ ở đây thì vừa khởi động đi. Khởi động cổ với cả nghiêng trái nghiêng phải vòng tròn trái phải. Chỉ khởi động đến lúc khởi động xong rồi. Đưa lên trên. Rút bụng dưới ngược lên. 6 5 Chữ úp được lòng bàn chân này mà không cần khó. Có thể không úp cũng được. Đẩy hông lên. Đẩy hông lên cao. 5 4 3 2 1 Từ từ hạ bụng xuống. Hết hai tay vào lên cao. Thở ở tốc độ 15 độ. 45 độ. Hạ tay xuống cao. Giữ lưng cao. Thu nhẹ cầm cái cao. 45 độ thôi ạ. Chúng ta sẽ luyện sinh khí ở đây. Thở hết hơi ra. Hấp xuống. Miệng mỉm cười. Hết vào một lần thật sâu. Dẫn bụng. Bắt đầu. Hít vào, thở dài nhẹ nhàng. Cảm
sưng bấm tóc, thu nhẹ cặp phải tăng. Chúng ta thở theo ba lần này. Thở hết hơi, hít vào hơi sâu, miệng mỉm cười, dần bụng bắt đầu xuống được giữ cái tay ở đó. Xin các anh xuống được không? Chú ý giữ hông cân em nha.
trường tương đối thì giữ lắm. Còn nếu không nghiên cứu thì mọi người giữ không như vậy. Hít thở nhá. Mỗi lần thở ra, chúng ta lại xuống sâu thêm một chút nữa này. Cố lên. 6 5 4 3 thở vào phần hông, úp cái hông bên trái xuống đường. 4 2 1 rồi một lớp từ từ thu chân phải, ký mũi chân trái nè, nhấc đùi trái lên, rút chân phải ra sau, bên ngược, bên ngược, bên ngược, đi bộ hai chân tại chỗ á, chân thay gần nhau có không vậy, hãy đặt chút nữa, trong hơi trong đùi chân xong sẽ đi chân lên. Hít nâng cơ mọi người về lại bên ngược cho em. Bên ngược nào. Hít nâng chân trái lên. Thở co gối trái hướng về tròn tay phải. Chạm vào bên. Xô người về phía trước kiểu mắt chân phải. Hít đá chân trái ra sau. Đẩy mông ra sau. Mắt nhìn về sau đi rồi. Thở co gối chạm tròn phải. Hít đá chân. Thở co gối, hít đá chân, thở co gối, hít đá chân ra sau, bẻ góc bàn chân xoay một cái vào trong, cả đỡ giữa này, 6, rồi hơi mắt nhìn ra sau đi đầu tư, không có đỡ xuống chút, 5, đầu giữa hai tay, để không ra sau, kéo gót chân lên rồi. 4 3 2 1 Cơ có chân trọng tháo và trọng phải. Xốc vai lên, kéo gót chân phải. Xô người về phía trước, xốc vai lên. Mắt nhìn về 4 6 5 4 3 2 1 Hít đá chân ra sau. Thở bước chân lên đặt tiền trong bàn tay trái. Hạ bốn phải. Cả lớp nhích bốn phải lại xong một chút. Sụp chắc cơ đại sản, từ từ nâng người lên. Rút bụng dưỡng ngực cuốn lưng ngả sau. Theo cảm năng của mình. Thở hạ tay. Bụng áp đùi trái. Đẩy hông ra sau. Thẳng toàn chân này. Bẻ gập mũi chân. Hít, xô người trở về, hai tay vươn lên, rút bụng dưới ngực ngả sau, chân trước của ngực sau lại thẳng chân lại trùng bốn rồi, thở hạ tay, bụng áp đùi trái đẩy mông ra sau, bẻ bằng mũi chân, dưới ngực thẳng lưng thì đường. Hít xô người trở về, nâng người. Rút bụng dưới ngực từ từ ngả vào. Cả đỡ giữa này. Rút chắc cái giàn, rút bụng dưới ngực ngả. Phân bổ được đều lên cơ sụn sống ngực. 6 5 4 3 2 1 Hạ tay xuống. Bụng áp đùi trái. Đẩy phong ra sau. Kẻ gặp mũi chân thẳng gần chân trái. Bụng áp sát đùi dưới cơ thẳng lưng. Cô cẳng cái cẳng. 6 5 4 3 2 1 Hết xô người trở về. Nhét đùi phải ra sau một chút nữa. Rồi mũi chân phải. Rồi trượt thoát chân trái về phía trước. Chụp dần theo cả năng cùng. Ai em cũng có cảm xuống giữ ở đây cho em. Úp hông bên phải xuống. Rồi, giữ ở đây ạ. Mỗi lần thở ra, chúng ta đã cố gắng xuống sâu kia một chút nữa. Hoặc là có thể nhìn nhìn vào đây. Chị đang giữ nguyên. Chị đang chống tay thẳng với nguyên thân. Bắt nhìn về trước, những mỉm cười.
6 5 4 3 2 1 Rồi, rồi đó. Cầm tay từ từ, ký mũi chân thả lên, bờ rút chân thả lên, ra sau, đi ngược. Cả lớp đi bộ hai chân đặt chốt. Cái ông phải xuống,
Gập bắp chân về phía hông của mình, mở đầu gối lên trần nhà, không sang ngang.
đúng rồi cô, đúng rồi, nó đang giữ sáu, mở lên trên nhà cái vị trí năm, cái cao gót chân phải ở dưới nhà bốn, đúng rồi cô Duyên, mở cái đi cô, gót chân về phía mông ba, hai, một, bước chân trái lên đặt bên ngoài bàn tay trái đó. Rồi sau đó mọi người nhích nhích cái chân phải ra sau, hạ thấp cơ bàn. Chúng ta vẫn xoay người về phía trước cân đối hông đây. Rồi sau đó phần lưng mới áp chỏng tay xuống vị trí của bàn tay. Xích chỏng tay lên trên cho em một chút, vai ở phía sau chỏng tay. Phần lưng giữ ở đây ạ. Hàng lạc nào. Sáu. Rút bụng dưới ngực nào, xốc tay lên. Năm. Bốn. Nhấc gối lên cho hơn. Nhấc cái gối làm sao đây. Đừng cúi đầu cho. Thu cả các mình xuống thôi. Ba. Hai. Ba. Một. Hít vươn tay trái lên trần nhà. Các mình theo tay. Vẫn nhấc cái gối phải cho mọi người. Không hạ gối đâu ạ. Sáu. Rút bụng dưới ngực sắp cái vai phải như thế đó. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hạ tay trái lên mặt trong của gối trái. Đẩy gối trái sang ngang. Ai không giữ được thì mọi người hạ cái gối phải xuống. Còn lại mọi người giữ nguyên cái gối đăng ký. Đẩy sang ngang. Ai tốt nhất cái gối phải như thế nào? Dùng tay trái đẩy gối trái sang ngang cơ dư. Tập vòng má trong của gối như chị leo lên. Sáu. Năm. Cái lớp lòng bàn chân của mình sẽ bị lật nha. Bốn. Ba. Hai. Một. Hạ gối phải xuống. Giữ nguyên gối trái như vậy. Gập chân phải thì đúng không? Xoay vai, mở ngực, tay trái nắm bàn chân phải. Xoay vai, mở ngực, mắt nhìn nhau, hướng vai, trái. Giữ ở đây. Kéo chân về phía mông đi cả đất. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Chống tay nâng lên cái mũi chân, tiếp tục đẩy hông lên bên ngực,
Hướng tâm trí tập trung vào hơi thở.